Thắng đậm U22 Lào, U22 Thái Lan gây sức ép lớn cho U22 Việt Nam. Giành chiến thắng đậm 4-1 trước U22 Lào giúp U22 Thái Lan đặt một chân vào bán kết, đồng thời gây sức ép lớn cho U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 4 của bảng B, môn bóng đá Nam SEA Games 32, đội đầu bảng U22 Thái Lan có cuộc chạm trán U22 Lào. Đội đã chính thức bị loại. Được đánh giá cao hơn vượt trội so với đối thủ, không khó để đội bóng xứ chùa vàng mang về những bàn thắng. Ngay ở phút thứ 3, Josa Công đã mở tỷ số cho U22 Thái Lan bằng một pha lốp bóng điệu nghệ. Chỉ 2 phút sau, các học trò của huấn luyện viên Isara Sritaro phối hợp như đá tập trước khi Terasak dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0. Sự phản kháng yếu ớt khiến U22 Lào không thể có bàn gỡ trong hiệp đấu đầu tiên. Ngược lại, họ còn để U22 Thái Lan chọc thủng lưới lần thứ 3 ở phút 40 với pha làm bàn hoàn tất cú đúp của Josa Công. Sang hiệp 2, đội bóng xứ chùa vàng tiếp tục giành quyền kiểm soát thế trận. Phút thứ 52, tới lượt Terasak hoàn tất cú đúp. Nhận đường chọc khe của đồng đội, tiền đạo này khéo léo đi bóng qua cả thủ môn U22 Lào rồi dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Ở những phút tiếp theo, trời đổ mưa lớn trên sân Prince khiến các tình huống phối hợp của cả hai đội bị ảnh hưởng lớn. Trước khi trận đấu khép lại, U22 Lào kịp có bàn thắng danh dự nhờ quả đá phạt đền thành công của Roman Angot ở phút bù giờ thứ 2. Giành thắng lợi 4-1 chung cuộc giúp U22, Thái Lan tạm độc chiếm ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đã đấu, đồng thời tạo sức ép lớn lên hai đội xếp sau và chuẩn bị đối đầu trực tiếp vào lúc 19 giờ là U22 Việt Nam và U22 Malaysia.